Group Sakamapip mình proc ở đây là thưa ao passport đo cách prachum ASEAN kế chăm bắt rơi tại chấp ở thiên nga đam bay riệp chom cùng ao miền sơn đập thân nọ để tôn nâng bản nhà này đã nhận sợi phuông số phiệp chia miền prasa tha cả bắt rù ở thiên nga thập đại gia rạp amrit nâng sợi chia so angli SOS ní cứ chong bằng hai đo mê đặc nuông bị phốp lục đã cho mọi rùm cách bà chùm cầm bù nơi ASEAN đang lưu bị tốt sao bánh hà đấy thì nâng lùm nơi tha rồi bỏ bộ quạt đã nhá thô bón bón rù rớp tia rồi bỏ bộ quạt đòi vô tha sai xâm nông cả bị thương ai tì đập rằm với chắc cả nơi vì liên mong tì phẩm bấy mong chương phẩm bấy bất cầm lãng xa xa cách phần 50 nhé và có đòi ai dứt ai vốt khót luôn rồi bòm chạp tế nâng nhé chua tế tiếng lai ná đại châu bài cú rụp lục Barack Obama nâng sơ xe à xo chi bây xa ông lê tha SOS nâng lưu đồng bộ tế bình chung tư ạ thịt khan khan bộ tư xanh chơi riêng phần nông bình nhé phùm á án thả cầm láng xa xa mát tạ kết bàn châu đò phùm cố thmo goal 2 mình bàn bành hai bằng hai đầy ca rứ bành bành chạy bì mô là hai nè ca chạp khuôn nè phùm nụ lời còn cầm lăng thế nụ bàn gron tài xua rộng nè na chia đặc nuộm ao miên phùm sơ xe à xo SOS nơ bọt rù lục bà rạc bà ma lưu đầm bộ tia bần tòa bì nụ nè phùm bàn prap bì ạ tạ xa màn nè sơ xe nu ruột hái, xem ra cách bàn bàn chia ao nẹp phum tiếng nu, tự ông cui mũi cần lái nâng chập luôn nẹp phum tại mà đòn, cởi pê đai xem ra cách chập luôn nẹp phum mình du bản má cầm ông ca sa ca pi sát thị mình nu chia tầm quan trọng quan bàn châu luôn chia mũi ông ca pi sát thị mình nu lướt cả đồ ông ca sa mạc tất cả Campuchia cầm ca nghĩa bí xe sở thị nơi lư nơi lùm than mà chạy bần đồ ọp rùm xâm rạp xạ cùng nâng xạ cùng thiêng thân áo rùm chìa mùi cách cao giá lại ổ đông xin ông ca bí sở thị mần nụ nâng ông ca sa bạc chìa chết đại bàn cho tự đó phùm thmô cổ nâng xà la khan bô tí sát miền chây đạm bây tam đàn phòng tiền khuôn mơ nè chạp khuôn nụ đài. Mình trầy này cổm sở thị mân nụ bản á thả chấm nát chát ca ở nhà thô nơi lư nè phùm nụ chia ca rung lúc sở thị mân nụ dàng thương ngôn thương ngộ. Nè phùm cố thơ mò mà rồi chấm nuôn mà rồi bài sập khuôn xa bản thân nơi chuộp rộ bong bà liên dôn hò phân nông bình ơn trả chi chia phùm chia mùi đại ở nhà thua bàn chú đầm nâng bì ca rù rượp tè rò bò phụ quát đòi mình đo đầm nâng đo xâm nón đạp bay bùng rít bà liên dồn hò bàn tay nợ bê nẹ phùm bàn tử tù đầm nâng nụ phụ quát cậu bàn kraut lăng đạp bay to và bà chăng nâng đầm nâng xe kê đây chú đầm nâng tam rè dẹ ca đạp biệt bần đăng thêm xỉ tờ ông ca sẵn khôn sư vớ nâng bòm nón chui thua ơn ra khôn lưa chấm nọt ca rõ bỏ ở nhà thôn này đòi lệ nẹ phùm bàn áng thả cách bỏ phùm và thiên nhiên thập ở đây giá rõt ảm rịch nâng giả xe ở xo SOS cứ bộ quạt và thân áo ở thiên nhiên thập ở đây giá rõt ảm rịch mơ khơi hai chuối sẵn cụ bộ quạt ở kích phát bì ca rong cụ đòi xa bánh hạ đầy thử lý nẹ phùm chùm nuôn phẩm bay nẹ đại trời còn cầm lăng xa mạng cái chạp khuôn rụp nụ miên nẹ xây phuông sốp hiếp nẹ xây trái nâng nẹ xây dôn sâu văn lục ôn sọc ní nẹ xây cầm lế nẹ xây kiêu xà rí lục xâm phò sọc côn thí nẹ xây ôn xây mai hào xì nà đầm nâng ní bản đọc xây bản đọc xa rong chanh bì vật sụ xà rí nơi thương ai ti đập ram khai về chạy cả มาออกคนชาติอะไรองสพีมาได้ยืมเบียน
đầm nắng muối cứ nơi thằng ngày put khán sải ní cứ chỉ thằng ngày xây cái hai thằng Thanksgiving yêu chứ nghe cứ cô sơ riêng là cái ngày riêng chẳng ngày cô sơ tam về với liên bà thân như cô sơ na chập đam bị thằng ngày thì bị mau bấm cho nên bị mau bị bấm pearl hasup nó cứ tránh cái tung mong đập mà cứ mong mình đập hay đôi sờ lá khác cho mong mong bấm buồn đọc mà nớt sờ lá nó đang chạy pin chạy nó về mong đọc mùi hà sập chẳng hạn tam này ấy cầm nơi cái cầm lò sờ lá chẳng dừng chuẩn bị đo miệt đào bay đa đại miền côn từ riêng nơi sờ lá bà thòm sập sai nứng cứ từ từ vô côn nơi mong bẹt cả đào thằng ngay rồi mỏng đọt chiêng rồi mỏng đầu mũi chiêng anh chẳng đó đó. Tại sao không mà đam mê kê telephone từ từ tam tiền đó là mới ở tầm đằng ở miền đảo bay đa tầng ở rồi còn nào chưa ra xem xây ở bản đăng đấy bản đăng chỉ muốn đam bay tiếp chom nẹt mưa câu nẹt tay giơ câu từ tam tầm nào rồi bỏ ở nẹt mưa cặp rồi bỏ ở con trai nữa hơi mình toạ toạ tới nấy dương miền video mùi tiết cứ sẽ đầy dùm bì cứ sẽ đầy rìa ca mùi đại vật chú ở dưới rấy đại dương đọc sẵn chân bì cây hạt tập bò vật chú ở dưới rấy cứ rồi bài sẽ đầy rìa ca này cứ khlây thế cứ nơi dây dùm bì ca mọc đo rồi bọc bà thiên yêu thập đầy Barack Obama hay nâng nhạc rây Hillary Clinton Clinton hay cái thọt cái thọt cơ bà thiên yêu thập đầy Barack Obama cho nâu bị liên dụng họ nông bê nhầy nâng hay cái phương sạch đầy rì ca mùi đặc lầy hay nâng nông nụ đá có miền video mùi tiết cứ sạch đầy dòng bì nhạc miên bị bạn đầy thị thừa ca tỏ quá môn bế đá bà thiên này tập đây Barack Obama nâng nhạc sợi Hillary Clinton tự đo Phnom Penh và đối chân này nâng video này vừa miền bì phần ái và đối chân này ở lưu sợi Primet xôm anh chứ nhỏ lưu sợi Primet tạm đàn nữ xài video này đối tỏ tạo bản xôm ở cùng Radio Free Asia. ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅម៉ោង 7:06 ល្ងាចថ្ងៃទី 10 ថែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី 21ដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានក្នុងដំណើរមកដល់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺមិនមានពិធីធំដុំនោះទេមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជិតដប់នាក់ដែល
ាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានអំឡុងពេលជួបប្រស័យជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាកិច្ចការនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់រួមមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើនមានការងារតាមរយៈការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកធម៌ពលនិងសន្តិសុខបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងចូលរួមរំលែកទុកកង្វល់និងផលប្រយោជន៍ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាក្រោយពេលដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសតំបន់អាស៊ាននិងវេទិកាអាស៊ីបូព៌ាជាមួយអាមេរិករួចនោះខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញបាទបាទបើសិនជាអាចចាក់វីដេអូបន្តទៀតក៏បានដោយសារវីដេអូនោះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាមិញថាអ្នកដែលមានវិបត្តិដីធ្លីនឹងបានធ្វើការតវ៉ាមុននឹងប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនអីយើងចាំចាក់ពេលក្រោយក៏បានដែរបាទដូច្នេះយើងចូលដល់នីតិកំណាបតែម្ដង
ជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូផាណាចាជំរាបសួរលោកវឌ្ឍនាបាទសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះចាសុខសប្បាយទេចិត្តដល់ពេលបានឈប់ទីចិត្តបានសម្រាកចិត្តបានសម្រាកសប្បាយទេណាចាបាទដូច្នេះនៅធ្វើការប្រហែល2ថ្ងៃទៀត2ថ្ងៃកន្លះទៀតអញ្ចឹងណាអត់ទេ1ថ្ងៃកន្លះទៀតអូ1ថ្ងៃកន្លះស្អែកស្អែកថ្ងៃគៀបពេញមួយថ្ងៃហើយនៅសាលាខ្ញុំគឺសាលា Mori សាលា Mori School ហ្នឹងគឺចាញ់នៅម៉ោង10ព្រឹកបាទដូច្នេះមានតាមបៃតាដែលមានកូនសិស្សរៀននៅដែលមានកូនរៀននៅសាលា Mori School សូមនៅអញ្ជើញទៅទទួលកូនសិស្សនៅម៉ោង10ព្រឹកកំខានម៉ោង10ព្រឹកហ៎ចាបាទកូនខ្ញុំទៅនឹងដែរខ្ញុំទៅទទួលម៉ោង10ព្រឹកចាកម៉ោយនេះណាកម៉ោយយឺតពេលព្រោះអីចាងវាងគាត់បញ្ហាគាត់ខឹងណាបើសិនយឺតពេលគាត់ខឹងនេះគាត់ថាយ៉ាប់គឺថាគាត់ទៅនៅចាំឲ្យយូរគាត់ត្រូវទៅទិញធើគីទេវតាដេកមកវិញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានអីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានកំណាមួយអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាវប្បធម៌ជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងវប្បធម៌ជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចាកំណាមនេះមានន័យសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងគឺថាដែលខ្ញុំយល់ថាទោះជានៅក្នុងប្រទេសឬមួយក្រៅប្រទេសដូចយើងក៏ដោយគឺថាវប្បធម៌នៅតែមានសារៈសំខាន់របស់ជនជាតិខ្មែរយើងជានិច្ចគឺថាអ្នកនិពន្ធនឹងគឺសរសេររៀបរាប់ពីពណ៌ទានាយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះថាខ្មែរយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយបន្តមកទៀតគឺមានទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតាយើងបានដែលបានកសាងទុកគេឲ្យកូនចៅយើងណាដូចជាជំនឿសាសនាអក្សរសាស្ត្រភាសាសិល្បៈនិងសិលធម៌របស់ខ្មែរយើងជាដើមបាទដូច្នេះវប្បធម៌ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែរក្សាទុកបើមិនជាយើងបាត់វប្បធម៌គឺយើងបាត់អត្តសញ្ញាណយើងដែរមិនអញ្ចឹងចាត្រូវហើយបាទបាទសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូសោតកំណាមនេះចែកជូនដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទចាអកំណាប់វប្បធម៌ជាអត្តសញ្ញាណជាតិនេះមានខ្ញុំសូត្រជាបទពាក្យ7ជាតិល្បីខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះវប្បធម៌អើយជាតិគង់វងល្អវប្បធម៌ខ្លាំងត្រូវចាំជានិច្ចកុំភ្លេចភ្លាំងតែវប្បធម៌ខ្លាំងជាតិនឹងល្បីវប្បធម៌គឺជាដួងព្រលឹងអើយតែខ្សោយលែងរឹងជាតិនឹងភ័យបាត់ធាតមាយាតបាត់អវ័យវ័យជាតិសាំងទឹងដីសូនសងឈ្មោះវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយអើយបើខ្មែរមាក់ងាយជាតិរងគ្រោះបើខ្មែររឹងប៉ឹងជាតិនឹងរងវប្បធម៌ខ្មែរខ្ពងឈ្មោះថ្កើងថ្កានកំភ្លើតភ្លើនកិច្ចភ្លេចធៀតខ្លួនអើយប្រមោច្បាប់ក្បួនមានប៉ុន្មានសិក្សាចងចាំជាប់ក្នុងប្រាណឲ្យយល់ដឹងដានស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ទំនៀមទម្លាប់គេដូនតាអើយជំនឿសាសនាអង្គសសង្ឃគំនិតប្រាជ្ញាភាសាច្បាំងសិល្បៈល្អល្អាំងមោទនងជាតិសិលធម៌ខ្មែរមានពីដូនតាអើយសុភាពរៀបសារជួយមិត្តញាតិបន្ទានខ្មែរមានជាប់អិនឃ្លៀតស្លៀកពាក់ហូបទៀតមានកំណត់ដូច្នេះរួមគ្នាជួយទ្រទ្រង់អើយរក្សាពូជពងដោយមាត់ចត់ត្រូវចាំក្នុងចិត្តឲ្យប្រាកដបពធរលត់ជាតិរលាយហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរកំណាប់នេះពីរោះមែនតែនហើយមានអត្តន័យខ្លាំងមែនតែនចាអត្តន័យពីមុនមកដែលការខ្ញុំនៅរៀនពីក្មេងហ្នឹងគឺថាអសររលត់ជារលាយបាទដល់ឥឡូវពួកយើងមកនៅអាមេរិកនេះណាគឺថាឮពាក្យវប្បធម៌រលត់ជារលាយវិញដូច្នេះរលត់ជារលាយចាដូច្នេះហ្នឹងគឺថាអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្រោមគេថានៅក្រោមវប្បធម៌នៅក្រោមអំប្រឡាគេថាពាក្យអង់គ្លេសថានៅក្រោមដូចថាក្រោមឆាត់នៅក្រោមឆាត់របស់ណែរបស់វប្បធម៌ទាំងបាទដូច្នេះ